Nguyễn Hữu Có, một biểu tượng của sự hòa giải dân tộc. Chân dung lịch sử rất vui khi được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, Nguyễn Hữu Có được xem là một nhân vật có đời binh nghiệp khá đặc biệt và cũng đầy thăng trầm khi từng là sĩ quan trong cả quân đội Pháp lẫn chính quyền Sài Gòn và dự phần vào nhiều biến cố quân sự tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Trong video của ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chân dung lịch sử tìm hiểu về Nguyễn Hữu Có, một cựu tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Hữu Có sinh ngày 23 tháng 2 năm 1925 tại Mỹ Tho, miền Nam Việt Nam, giai đoạn thuộc địa Pháp. Ông được sinh ra và lớn lên trong một gia đình điền chủ khá giả, được cha mẹ cho học hành tử tế. Thời học sinh, ông theo học tại trường Quốc học Khải Định, Huế. Đến năm 1939, ông nhập học trường Thiếu sinh quân Đông Dương, Cap Saint-Jacques. Tháng 4 năm 1943, ông Có ra trường và được cấp chứng chỉ tốt nghiệp tương đương với văn bằng tú tài bán phần. Ngay sau đó, ông nhanh chóng gia nhập vào quân đội thuộc địa. Sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, ông bỏ ngũ tham gia Việt Minh trong một thời gian ngắn. Năm 1946, sau sự kiện Pháp tái chiếm Nam Kỳ, ông tái ngũ và tiếp tục phục vụ trong quân đội Pháp cho đến ngày được cử đi học sĩ quan. Năm 1948, sau khi Quốc gia Việt Nam chính thức ra đời, ông được cử theo học khóa 1 tại trường Võ Bị Quốc gia ở Huế, khai giảng vào ngày 1 tháng 10 năm 1948. Ngày 1 tháng 6 năm 1949, sau khi mãn khóa học với cương vị tốt nghiệp thủ khoa, ông Có ra trường với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Sau khi tốt nghiệp, ông cùng 9 sĩ quan trẻ người Việt có thành tích học tập tốt nhất được đưa sang Pháp học tiếp thêm 1 năm. Trong số những người có thành tích tốt này có các thiếu úy Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Văn Quang, Tôn Thất Đính. Về sau họ đều giữ những vai trò quan trọng trong chính trường Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1950, Nguyễn Hữu Có về nước và được thăng cấp trung úy, đồng thời được cử giữ chức vụ chỉ huy trưởng trường thiếu sinh quân tại Gia Định. Đến năm 1952, ông chuyển ngạch sang phục vụ quân đội quốc gia và được thăng cấp đại úy tại nhiệm. Tháng 7 năm 1953, ông bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng trường thiếu sinh quân lại cho đại úy Cao Minh Điến. Sau đó, ông được chuyển ra vùng Bùi Chu, Nam Định ở miền Bắc với nhiệm vụ cùng với các sĩ quan cao cấp khác tổ chức lại các tiểu đoàn khinh quân để làm nòng cốt thành lập Liên đoàn 31, bộ binh biệt lập. Ngày 16 tháng 4 năm 1954, ông được thăng cấp thiếu tá, giữ chức chỉ huy trưởng Liên đoàn 31, bộ binh thay thế Trung tá Tôn Thất Đính. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, ông cùng đơn vị di chuyển vào Nam rồi đóng quân tại Quảng Nam. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, ông được thăng cấp bậc lên Trung tá tư lệnh đầu tiên của Sư đoàn 31 Bộ binh Tân lập vừa được thành lập tại Quảng Nam, miền Trung Việt Nam. Ngày 15 tháng 6 năm đó, ông được lệnh bàn giao Sư đoàn 31 lại cho Đại tá Tôn Thất Xứng, rồi nhanh chóng ông được chuyển về miền Nam đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng phân khu miền Đông Nam Phần. Chỉ sau một thời gian ngắn, quân đội Việt Nam Cộng Hòa được cải danh từ quân đội quốc gia. Đến tháng 4 năm 1956, Nguyễn Hữu Có được thăng cấp đại tá, chỉ huy phó chiến dịch Bình Định miền Đông Nam Phần do Thiếu tướng Văn Thành Cao làm chỉ huy trưởng. Năm 1957, Nguyễn Hữu Có được cử đi du học lớp tham mưu cao cấp tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu tại Hoa Kỳ. Sau khi mãn khóa học trở về nước, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh Sư đoàn 16 khinh chiến đồn trú ở cao nguyên Trung Phần. Cuối tháng 3 năm 1959, Sư đoàn 16 giải tán, Nguyễn Hữu Có lại được chuyển đi làm tham mưu trưởng quân đoàn 2 tại Buôn Mê Thuột thay thế đại tá Nguyễn Văn Mạnh. Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm diễn ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 khi mà Nguyễn Hữu Có và Nguyễn Văn Thiệu là hai đại tá chủ chốt. Ngay khi cuộc đảo chính vừa nổ ra, Nguyễn Hữu Có ngay lập tức được điều về Mỹ Tho nắm luôn quyền chỉ huy Sư đoàn 7, bộ binh, vốn đang do đại tá Bùi Đình Đạm nắm giữ, đồng thời cho di chuyển các chiếc phà Mỹ Thuận nhằm ngăn không cho lực lượng của quân đoàn 4 có thể về Sài Gòn cứu viện cho Tổng thống Diệm. Cuộc đảo chính diễn ra thành công. Ngày 2 tháng 11, ông được thăng thiếu tướng và được cử làm tư lệnh quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật. Đồng thời, ông được kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quân nhân Cách mạng do tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch.
Đến cuối tháng 1 năm 1964, ông ngả về phe các tướng làm chỉnh lý do tướng Nguyễn Khánh cầm đầu, lật đổ các tướng lãnh đạo trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Hai tháng sau khi sự kiện đó diễn ra, Nguyễn Hữu Có lại được lệnh bàn giao quân đoàn 4 cho Thiếu tướng Dương Văn Đức. Rồi ngày 15 tháng 9 cùng năm, ông được tướng Khánh bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh quân đoàn 2 và vùng 2 chiến thuật để thay thế cho Trung tướng Đỗ Cao Chí. Cùng với các tướng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ, thì Nguyễn Hữu Có được xem là một trong những thủ lĩnh của nhóm tướng trẻ ủng hộ cho tướng Khánh nắm quyền. Tuy nhiên, trước tham vọng quyền lực cũng như sự bất lực của tướng Khánh trong việc ổn định tình hình, năm 1965, nhóm tướng trẻ đã làm áp lực buộc tướng Khánh phải sống cuộc đời lưu vong, đồng thời trao quyền cho Thủ tướng Phan Huy Quát. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 6 năm 1965, Quốc trưởng Phan Khắc Xử và Thủ tướng Phan Huy Quát đồng loạt từ chức giao quyền hành cho Hội đồng Quân lực, hậu thân của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Cũng trong ngày 12, Hội đồng Quân lực họp bàn để thành lập Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Ủy ban Hành pháp Trung ương. Đến tháng 6 năm 1965, ông Có bàn giao quân đoàn 2 lại cho Thiếu tướng Vĩnh Lộc, lúc bấy giờ đang giữ chức Tư lệnh Biệt khu Thủ đô. Sau đó, Nguyễn Hữu Có được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, đồng thời là Tổng Ủy viên Chiến tranh kiêm Ủy viên Quốc phòng của Ủy ban Hành pháp Trung ương. Ông trở thành nhân vật thứ 3 trong Hội đồng Quân lực sau tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Ngày 15 tháng 7, ông được Hội đồng Quân lực cử kiêm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng thay tướng Thiệu. Đến ngày 15 tháng 10 thì thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng và được cử làm đệ nhất Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, hay còn gọi là Phó Thủ tướng. Người thay ông ở cương vị Tổng tham mưu trưởng lúc bấy giờ là Thiếu tướng Cao Văn Viên. Tháng 11 cùng năm, ông được thăng lên cấp bậc Trung tướng. Ngày 6 tháng 2 năm 1966, Nguyễn Hữu Có tháp tùng phái đoàn do Trung tướng Thiệu và Thiếu tướng Kỳ làm trưởng và phó đoàn, hướng dẫn đi tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ tại Bắc Thái Bình Dương. Cùng được thăng cấp Trung tướng lúc bấy giờ còn có tướng Nguyễn Chánh Thi, đại biểu chính phủ tại Trung Phần. Tuy nhiên, ở miền Trung, tướng Thi cũng đã có những cáo buộc quan trọng và ông cũng công khai về tệ tham nhũng và những chỉ trích sự độc ác trong chính phủ của tướng Nguyễn Cao Kỳ. Phong trào Phật giáo ở đây cũng bùng nổ mạnh mẽ do lực lượng quân đội của quân đoàn 1 mà tướng Thi làm nhiệm vụ chỉ huy đã không thực hiện các mệnh lệnh trấn áp phong trào Phật giáo từ chính phủ Trung ương đưa xuống. Đây cũng là một việc làm không chính thức nhằm chống lại quyền lực của chính phủ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Nhận định tướng Thi có thể sẽ là một đối thủ nguy hiểm, Nguyễn Cao Kỳ đã tìm cách liên kết với nhiều tướng lãnh khác để giải trừ chức vụ của tướng Thi, đồng thời trấn áp cuộc tranh đấu của Phật giáo ở miền Trung. Ngày 10 tháng 3 năm 1966, Nguyễn Cao Kỳ ra quyết định cách chức Tư lệnh quân đoàn 1 của tướng Thi. Chính ông là người ra lệnh bắt giữ và đưa tướng Thi vào giam lỏng tại Sài Gòn một ngày sau đó, ngày 11 tháng 3 năm 1966. Sau đó, tướng Thi bị buộc phải lưu vong sang Mỹ với lý do chữa bệnh. Nhưng sự thật trớ trêu là sau khi tướng Thi bị loại, đến lượt Nguyễn Hữu Có trở thành đối tượng mà tướng Thiệu và tướng Kỳ phải gạt bỏ. Năm 1967, trong khi đang đi công tác ở Đài Loan, ông Có đã bị gạt ra khỏi mọi chức vụ trong quân đội, đồng thời buộc phải giải ngũ. Ông sang Hồng Kông xin tị nạn chính trị. Mãi đến năm 1970 mới được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho hồi hương. Sau một thời gian khi được hồi hương, ông quyết định không tham gia chính trường mà mở một trại gà ở Thủ Đức để sinh sống. Bên cạnh đó, ông cũng theo học thêm các chứng chỉ về văn khoa cũng như là kinh tế. Với những kiến thức và vốn sống của mình, về sau, ông tham gia thương trường và từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tín Nghĩa Ngân hàng do ông Nguyễn Tấn Đời làm Tổng Giám đốc. Sau khi Tín Nghĩa Ngân hàng bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thanh tra và buộc phải ngừng hoạt động vào năm 1973, ông chuyển sang hợp tác với các cựu tướng từng bị phế truất là Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, dựng lên một xưởng sản xuất dép mềm lấy thương hiệu theo tên ghép của 4 người. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Có còn có một hiệu buôn xe đạp và một tiệm chế biến khô mực xuất khẩu. Tuy được coi là kẻ cựu thù, nhưng ông lại là người ủng hộ tướng Dương Văn Minh làm lãnh đạo của lực lượng thứ 3 tham gia chính trường. Khi tướng Dương Văn Minh được đảm nhiệm chức vụ Tổng thống, Nguyễn Hữu Có xin tái ngũ rồi cũng được cử giữ chức cố vấn cho Trung tướng Vĩnh Lộc, tân Tổng tham mưu trưởng.
Đồng thời ông còn được kiêm chức phụ tá cho cựu trung tướng Trần Văn Đôn, khi đó làm tân tổng trưởng quốc phòng trong nội các mới thành lập của tân thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Ông là một trong hai tướng lĩnh còn ở lại bên Tổng thống cho đến giờ phút cuối cùng của Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, Nguyễn Hữu Có bị chính quyền mới bắt đi cải tạo cho đến năm 1987. Ngay sau khi được trả tự do trở về, ông Có không lựa chọn con đường xuất cảnh sống lưu vong như nhiều tướng khác mà quyết định ở lại Việt Nam. Năm 1994, Nguyễn Hữu Có được Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh mới tham gia với tư cách là một nhân sĩ tự do. Thời điểm này cũng đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông Nguyễn Hữu Có được Mặt trận Tổ quốc mời ra Hà Nội. Cho đến cuối năm 2004, ông Có được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ tự do và là thành viên Ban Liên lạc Việt Kiều yêu nước. Ông Nguyễn Hữu Có được Chính phủ Việt Nam xem như là một biểu tượng của sự hòa giải dân tộc, đồng thời là sự xóa bỏ hận thù sau 30 năm chiến tranh diễn ra. Vào lúc 11 giờ 38 phút ngày 3 tháng 7 năm 2012, Nguyễn Hữu Có từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 87 tuổi. Ông có tất cả 12 người con. Hiện các con của ông đã lập gia đình. Con và cháu ông sinh sống cả ở trong và ngoài nước. Các con của ông Có tuy làm những công việc khác nhau nhưng đủ sống. Có người còn khá giả. Họ đều được ông nuôi dạy và cho ăn học tử tế. Gia đình cũng sống vui vẻ, thuận hòa trong suốt những năm tháng sau này. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Hữu Có, một biểu tượng của sự hòa giải dân tộc. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.